Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kế hoạch của Nga và BRICS thành công, đồng đô la Mỹ đến thời bị hạ bệ. Các bạn thân mến, tiền tệ siêu quốc gia là ý tưởng từng thất bại, nhưng với các nước BRICS, họ giàu động lực hành động để vượt ra khỏi sự chi phối của đồng đô la. Thậm chí đây còn là thời điểm thích hợp để nói về sự xuất hiện của một cấu trúc tiền tệ được gọi là 7 ông lớn của phương Đông, bao gồm 5 nước BRICS hiện tại và 2 quốc gia tiếp theo sẽ tham gia liên minh này là Iran và Argentina. Vậy kế hoạch của họ đã khiến ông lớn Hoa Kỳ phải dè chừng như thế nào? Chúng tôi sẽ phân tích ngay sau đây. BRICS là tên gọi của một khối những nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới gồm Brazil, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Nam Phi. Tổ chức này ra đời nhằm khẳng định vị thế mới trên trường quốc tế ở nhiều góc độ. Vị thế của đồng đô la Mỹ theo nhận xét đang bị thách thức nghiêm trọng và khó lòng duy trì khả năng chi phối kinh tế toàn cầu. Chuyên gia Pepe Ecosba, người phụ trách chuyên mục của tờ Cartler tại Colombia đã đi đến kết luận này. Các loại tiền tệ được hỗ trợ bởi vàng và tài nguyên thiên nhiên sẽ thay thế đồng đô la Mỹ. Điều này diễn ra theo đúng kế hoạch của Moscow. Khi nhắc đến vàng và tài nguyên, chúng ta không thể không nghĩ tới Liên bang Nga. Nhà báo Escobar lưu ý rằng có 3 mẩu tin tức liên quan đến việc tạo ra một thế giới đa cực và sự sụp đổ của đồng đô la theo mong muốn của Nga. Những thông điệp này chắc chắn nên được chú ý. Đầu tiên, một trong những điểm nổi bật của sự kiện thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, đó là Bộ trưởng Tài chính Ả Rập Xê Út, ông Mohammed Al-Jadan, đã phát đi tín hiệu trong một cuộc thảo luận về việc Riyadh sẽ xem xét giao dịch bằng các loại tiền tệ khác ngoài đồng đô la Mỹ. Tin tức quan trọng thứ hai là Ngân hàng Trung ương Iran và Nga đang nghiên cứu khả năng cùng nhau tạo ra một loại tiền tệ kỹ thuật số sẽ được cố định tỷ giá bằng vàng. Các quốc gia nói trên đã lên kế hoạch sử dụng loại tiền tệ mới cho hoạt động ngoại thương để tránh phải thực hiện giao dịch thông qua đồng đô la Mỹ. Thứ ba, Nam Phi sẽ làm chủ tịch khối BRICS, nhóm các nền kinh tế mới nổi trong năm nay. Và Ngoại trưởng Naledi Pandor đã xác nhận rằng các nước BRICS thực sự muốn tìm cách vượt qua đồng đô la Mỹ, từ đó tạo ra một hệ thống thanh toán công bằng hơn, không phụ thuộc vào các nước giàu có. Như vậy, chuyên gia Escobar lưu ý năm nay sẽ đánh dấu sự khởi đầu của việc mở rộng liên minh BRICS với Algeria, Iran, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Họ chính là những ứng cử viên đang xin gia nhập. Do vậy, sẽ ngày càng có nhiều quốc gia tìm cách thoát phụ thuộc vào đồng đô la và họ có thể tạo ra một loại tiền tệ không chỉ dựa trên vàng mà còn một phần dựa trên trữ lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của những nước tham gia. Hiện tại, Trung Quốc đã trở thành trạm trung chuyển khí tự nhiên hóa lỏng lớn của Nga sang châu Âu. Đồng thời, Ấn Độ là nhà cung cấp dầu cùng các sản phẩm tinh chế có xuất xứ từ dầu thô của Nga cho phương Tây. Cả Trung Quốc và Ấn Độ cùng với các thành viên của BRICS đang được mua tài nguyên từ Nga với giá thấp hơn thị trường và rồi họ bán lại cho châu Âu để thu lợi nhuận đáng kể một cách không chính thức. Các ngân hàng ở New York thừa nhận rằng nếu đồng tiền mới của các nước BRICS được liên kết với vàng thì đồng đô la Mỹ sẽ bị phá hủy vì nó vô giá trị và không được hỗ trợ. Không chỉ có vậy, kế hoạch ràng buộc tiền tệ với dầu mỏ và khí đốt tự nhiên dường như cũng đang thắng lợi trong mọi trường hợp. Phương tiện thanh toán mới sẽ có hậu thuẫn vững chắc, không giống tình trạng của đồng đô hiện nay. Khi hệ thống tiền tệ quốc tế Bretton Woods được tạo ra vào năm 1944, Hoa Kỳ sở hữu hầu hết số vàng của Ngân hàng Trung ương và kiểm soát một nửa GDP thế giới. Điều này trở thành cơ sở để Mỹ tiếp quản toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu, nhà báo Escobar cho biết. Tuy nhiên, ngày nay tình hình đã thay đổi, mong muốn của thế giới ngoài phương Tây là tạo ra một loại tiền tệ mới mà cuối cùng sẽ thay thế hoàn toàn đồng đô la là điều hiển nhiên. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, cuối cùng đại đa số các quốc gia ở Nam bán cầu sẽ quyết định gia nhập khối kinh tế do Nga và Trung Quốc dẫn đầu. Chúng ta biết rằng trong nhiều thập kỷ, đồng bạc xanh đã thống trị vị trí là đồng tiền dự trữ của thế giới và được sử dụng rộng rãi trong thương mại xuyên biên giới, đặc biệt là đối với các mặt hàng như dầu mỏ. Nhờ sự ổn định về giá tương đối, các nhà đầu tư sẽ xem đồng đô la như là một tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng.
Trong bối cảnh đó có những mối đe dọa mới nhất đối với vị thế của đồng bạc xanh. Sau đây chúng tôi sẽ nói sâu hơn về 5 dự án tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới nhằm mục đích cuối cùng là làm suy yếu vị thế của đồng đô la. Thứ nhất, Nga và Iran cân nhắc stablecoin được hỗ trợ bằng bạc. Như chúng tôi đã nói, trước đó Nga và Iran đang hợp tác phát triển một loại tiền điện tử được hỗ trợ bởi vàng. Đây là một loại stablecoin có thể thay thế đồng đô la để thanh toán trong thương mại quốc tế. Nga và Iran đang muốn phát hành mã thông báo của vùng 34 để sử dụng trong các giao dịch xuyên biên giới, với kế hoạch sẽ được đưa vào sử dụng tại một vùng kinh tế đặc biệt ở Achaskan ở miền nam nước Nga. Moscow và Tehran đã đẩy mạnh nỗ lực phi đô la hóa trong những tháng gần đây. Họ đặt mục tiêu tăng khối lượng giao dịch lên 10 tỷ đô mỗi năm thông qua các động thái như phát triển hệ thống thanh toán quốc tế thay thế cho SWIFT. Thứ hai, Brazil và Argentina lên kế hoạch đồng tiền chung. Brazil và Argentina gần đây đã thông báo rằng họ đang chuẩn bị tung ra một loại tiền tệ chung được đặt tên là SUA hay còn gọi là SAO. Đồng tiền được kỳ vọng có thể trở thành một dự án giống như đồng euro được cả Nam Mỹ chấp nhận. Các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia cho biết trong một tuyên bố chung rằng đồng tiền chung có thể thúc đẩy thương mại Nam Mỹ vì có thể tránh được chi phí chuyển đổi và sự không chắc chắn của tỷ giá hối đoái. Điều đó có thể làm xói mòn sự thống trị của đồng đô trong khu vực, do đồng bạc xanh chiếm tới 96% giao dịch giữa Bắc và Nam Mỹ từ năm 1999 đến năm 2019. Thứ ba, UAE, Ấn Độ xem xét sử dụng đồng rúp trong thương mại phi dầu mỏ. Động thái này sẽ dựa trên một hiệp định thương mại tự do được ký kết vào năm 2022 nhằm mục đích thúc đẩy thương mại không bao gồm dầu mỏ giữa hai nước lên 100 tỷ đô vào năm 2027. Theo Bộ trưởng Ngoại thương của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Thani bin Ahmed Al Jewadi, Trung Quốc cũng đã cân nhắc về ý tưởng giải quyết thương mại phi dầu mỏ bằng đồng nội tệ, ngoại trừ đồng bạc xanh. Thứ tư, Trung Quốc làm suy yếu vị thế đồng đô bằng cách thúc đẩy đồng nhân dân tệ thay thế đô la trong giao dịch dầu mỏ. Động thái này có vẻ sẽ loại bỏ chế độ petrodollar được áp dụng từ những năm 1970, cơ chế mà các giao dịch dầu mỏ toàn cầu chủ yếu được thanh toán bằng đô la. Vào cuối năm ngoái, Bắc Kinh bắt đầu mua dầu thô của Nga với giá chiết khấu cao, hoàn tất các giao dịch mua bằng đồng nhân dân tệ thay vì đô la. Cơ chế này được gọi là Petro One. Với đồng bạc xanh mạnh hơn, các hợp đồng dầu mỏ dĩ nhiên sẽ trở nên đắt đỏ hơn vì các giao dịch chủ yếu được xác định bằng đô la Mỹ. Điều này cũng giải thích cho việc tại sao Trung Quốc muốn rời xa đồng đô la. Thứ năm, Nga-Trung Quốc đề xuất đồng tiền dự trữ mới. Năm 2022, Moscow và Bắc Kinh đã khởi động các cuộc đàm phán để phát triển một đồng tiền dự trữ mới với các nước BRICS nhằm thách thức sự thống trị của đồng đô la. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, vị thế của đồng đô la với tư cách là đồng tiền dự trữ chính đã suy yếu khi các ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản nắm giữ của họ sang các loại tiền tệ như đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, đồng Kona của Thụy Điển và đồng Won của Hàn Quốc. Quyền bá chủ của đồng đô phụ thuộc vào quyền bá chủ toàn cầu của Mỹ với hệ thống quốc tế đang dịch chuyển theo hướng đa cực và Mỹ không còn là quốc gia thương mại lớn nhất thế giới. Khi gặp phải đối thủ nặng ký là Trung Quốc, sức mạnh và vị thế của đồng đô có thể bị xói mòn. Tuy nhiên, nói đi thì cũng nói lại, khao khát hạ bệ đồng đô có thể khiến nhiều quốc gia gặp nguy hiểm, lịch sử đã chứng minh điều đó. Năm 2000, Tổng thống Iraq là Saddam Hussein, khi ấy tuyên bố sẽ bãi bỏ hệ thống petrodollar và thay vào đó sẽ dùng đồng euro để lượng giá bán dầu ra thị trường toàn cầu. Vào tháng 2 năm 2023, tờ The Guardian ghi nhận Iraq đã thu được lợi nhuận sau khi thực hiện thay đổi chính sách này. Không lâu sau, lấy cớ Iraq phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, Mỹ đã tiến hành chiến tranh xâm lược Iraq và lật đổ chế độ Saddam Hussein. Điều đó đồng nghĩa Iraq phải giã từ hệ thống petro-euro để trở lại hệ thống petrodollar như cũ. Tại Libya, nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi được cho là đã bị trừng phạt và phải trả giá bằng tính mạng cũng về một đề xuất tương tự. Sinh thời, ông Gaddafi từng có kế hoạch tạo ra một đồng tiền thống nhất của châu lục đen được hỗ trợ bởi vàng dùng để mua bán dầu mỏ khai thác từ khu vực châu Phi.
Trở lại với nước Nga, giả dụ mỗi ngày châu Âu vẫn nhập khẩu khoảng 40% lượng khí đốt của Nga, tương đương với mỗi ngày có từ khoảng 200 triệu đến 800 triệu euro trả cho nhà cung cấp dầu khí Nga. Vậy mỗi ngày số tiền ấy phải quy đổi sang đồng rúp của Nga và liệu có đang đe dọa quyền lực của petrodollar hay không? Dĩ nhiên là có. Và điều gì khiến Tổng thống Putin có thể lớn mặt thiết lập lại luật chơi trên thị trường tiền tệ thế giới như vậy? Nga nắm át chủ bài trong tay. Không giống như Tổng thống Iraq Saddam Hussein, hai nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi của Libya, Tổng thống Putin đang có trong tay những con át chủ bài mà Mỹ phải dè chừng, bao gồm quân đội hùng hậu, vũ khí tối tân. Ngày 25 tháng 8 năm 2022, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang của Nga từ 1,9 triệu lên 2,04 triệu người. Trước đó, vào đầu tháng 3 năm 2022, trong thông điệp gửi Hội đồng Liên bang Nga, Tổng thống Putin đã công bố về các loại vũ khí mới được phát triển ở Nga, bao gồm cả những loại có thể vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Trong đó, đáng chú ý nhất là tên lửa siêu thanh liên lục địa được gắn đầu đạn Avangard, có khả năng đạt tới tốc độ gấp 20 lần tốc độ âm thanh và có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có trên thế giới. Ngày 19 tháng 3, Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinjal để phá hủy một kho vũ khí ở gần thành phố Ivano-Frankivsk ở miền Tây Ukraine. Tên lửa siêu thanh Kinjal được cho là có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng không nào nhờ di chuyển với tốc độ cực đại lên tới Mach 10, nghĩa là gấp 10 lần tốc độ âm thanh và liên tục cơ động trong suốt quá trình bay. Liệu lần trình diện đó có phải là thông điệp mà Tổng thống Putin muốn gửi tới chính quyền ông Joe Biden, khi chính Bộ Quốc phòng Mỹ cũng thừa nhận Mỹ chưa có hệ thống phòng thủ đủ hiệu quả để ngăn chặn vũ khí siêu thanh hiện đại này của Nga? Tiếp đến là vũ khí dầu mỏ. Năm 2021, Nga xuất sang EU khoảng 155 tỷ mét khối khí đốt và bất chấp các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Hiện nay vẫn chưa có quốc gia nào thay thế được vị trí của Liên bang Nga trong hệ thống cung ứng khí đốt cho phương Tây, đặc biệt là Liên minh châu Âu. Ngay cả Ả Rập Xê Út, một thành viên chủ chốt của OPEC, cũng nhập khẩu dầu Nga để phục vụ cho các hoạt động nội địa như cung cấp năng lượng cho mạng lưới điện của nước này. Ngoài ra, những nước có khả năng cạnh tranh với Nga trong lĩnh vực dầu khí thì lại cùng trục với Nga như Iran và Venezuela. Trong khi ấy, Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước đông dân nhất thế giới lại có thỏa thuận mua dầu của Nga kéo dài tới 20-30 năm. Rõ ràng, dầu khí đã trở thành vũ khí lợi hại mà Nga có thể sử dụng để đáp trả phương Tây theo luật chơi của riêng mình. Cuối cùng, đó là đẩy mạnh đối tác với Trung Quốc. Còn nhớ rằng 20 ngày trước khi Nga bắn quả tên lửa đầu tiên vào chiến dịch quân sự vào nước láng giềng, vào ngày 4 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Vladimir Putin được Chủ tịch Tập Cận Bình đón tiếp long trọng tại Bắc Kinh. Điểm mấu chốt trong tuyên bố chung là hợp đồng mua bán dầu khí được quyết toán bằng đồng nhân dân tệ và đồng rúp. Điều này rõ ràng là để giúp Nga né được các đòn trừng phạt của phương Tây. Tất cả nguồn khí đốt tự nhiên của Nga thay vì chảy về phía phương Tây, tức là châu Âu, thì giờ đây lại quay về phía Đông, nơi Trung Quốc đang khát năng lượng. Như vậy, một trật tự thế giới mới với Nga, Trung Quốc cũng như là BRICS dường như đang bắt đầu hình thành và thách thức vị thế của Mỹ. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo! Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!